Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Liên tiếp động đất tại Kon Tum, người dân nhiều tỉnh miền Trung cũng thấy rung lắc. Chưa đầy 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum hứng liên tiếp hơn 30 trận động đất. Theo đó, các trận động đất với cường độ mạnh đã được ghi nhận từ sáng ngày 28 tháng 7. Ông Nguyễn Văn Hà, chủ một nhà nghỉ tại thị trấn Măng Đen, huyện Con Plông cho biết, động đất khiến du khách khá bất ngờ, rung lắc mạnh lắm. Cảm giác rung lắc toàn bộ từ mặt đất đến mọi thứ xung quanh khiến ai cũng khiếp đảm, ông Hà nói. Theo ông Hà, trên địa bàn từng có nhiều trận động đất xảy ra, người dân cũng quen dần nhưng lần này mạnh hơn. Nhiều người dân tại thành phố Pleiku sau khi xảy ra trận rung chấn lúc 11 giờ 17 phút 46 giây trưa ngày 28 tháng 7 cũng bỏ bữa trưa chạy ra khỏi nhà. Bà Tạ Ngọc Điệp, trú tại thành phố Pleiku, cho biết cả nhà đang ngồi ăn cơm thì nhà cửa rung lên. Bà Điệp nói cả nhà đang nói chuyện trong giờ ăn bỗng thấy bàn, tivi rung giật. Cả nhà tôi sợ quá, bỏ bữa cơm chạy ra ngoài. Theo ghi nhận của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa, 3 giờ 12 phút 14 giây giờ Hà Nội có độ lớn 3,4 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,879 độ Vĩ Bắc, 108,209 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đến 8 giờ 35 phút 29 giây giờ Hà Nội, độ lớn 3,3 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,839 độ Vĩ Bắc, 108,365 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và trận động đất lúc 3 giờ. Vào hồi 11 giờ 17 phút 46 giây giờ Hà Nội, trận động đất có độ lớn 4,1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,851 độ Vĩ Bắc, 108,327 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum. Ít phút sau, lúc 11 giờ 35 phút 10 giây giờ Hà Nội, một trận động đất có độ lớn 5 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,827 độ Vĩ Bắc, 108,245 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Trong khi đó, Google dẫn nguồn cảnh báo vụ động đất trên Kon Tum có độ lớn 5,1 độ Richter. Nhiều địa phương bị rung lắc do ảnh hưởng của động đất tại Kon Tum. Không riêng Kon Plông, Kon Tum, người dân nhiều địa phương khác ở miền Trung cũng cảm nhận rõ các trận động đất trong sáng ngày 28 tháng 7. Tại Quảng Nam, anh Tạ Quốc Tuấn Vĩ, chú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, lúc đó anh đang ngồi làm việc tại nhà thì cảm thấy cơn rung lắc dữ dội, chén bát ở nhà rung lên bần bật, phát ra âm thanh va chạm. Ngay cả ghế ngồi cũng bị xê dịch nhẹ, cơn rung lắc này kéo dài gần 10 giây. Trong khi đó, nhiều người dân tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương này cảm nhận cơn địa chấn rất rõ. Một chủ quán tạp hóa còn chia sẻ video quầy hàng rung lắc mạnh, rơi cả đồ đạc xuống đất. Tương tự, Đà Nẵng, anh Đoàn Xuân Sơn, công tác ngành báo chí Đà Nẵng cho biết lúc gần trưa khi bước ra khỏi quán cà phê phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thì cảm giác đất rung lắc, cơn rung lắc kéo dài hơn 5 giây. Tuy không mạnh nhưng đủ để cảm nhận rõ sự rung lắc, người cảm giác như đung đưa. Nhiều hội nhóm mạng xã hội bất ngờ vì hiện tượng động đất trên địa bàn Đà Nẵng. Tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, người dân cảm nhận được rung lắc dữ dội. Một khu chợ tại thị trấn, nhiều sạp hàng của người dân bị rung lắc, đồ đạc, hoa quả rơi cả xuống đường. Tại các vùng núi ở các xã Ân Nghĩa, Bốc Tới, người dân cảm nhận được sự rung lắc. Ông Võ Quốc Hùng, thôn Nghĩa Nhơn, xã Ân Nghĩa cho biết, nhà ông đang tổ chức đám giỗ thì nghe rung lắc, đồ đạc rơi xuống sàn nhà. Lúc đầu, nghĩ đó là do dự án gần đấy nổ mìn phá đá, sau mới biết là động đất. Được biết, đây là lần đầu tiên người dân ở đây cảm nhận được động đất rất rõ. Các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu đang đề xuất thiết lập mạng lưới quan trắc động đất tại khu vực và tiếp tục có những nghiên cứu chuyên sâu về động đất ở khu vực này. Các chuyên gia cảnh báo, động đất kích thích
có thể kéo dài ở khu vực này liên quan chặt chẽ đến hoạt động tích nước của hồ chứa thủy điện. Hơn 30 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Tum trong chưa đầy 24 giờ. Viện Vật lý Địa cầu liên tiếp thông báo tin xảy ra 32 trận động đất tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, qua quan trắc, nguyên nhân của hiện tượng trên liên quan đến động đất kích thích do hồ chứa. Đầu giờ sáng ngày 29 tháng 7, Viện Vật lý Địa cầu liên tiếp phát 14 tin động đất trên địa bàn huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Viện Vật lý Địa cầu đã ghi nhận tổng cộng 32 trận động đất tại Kon Tum. Thông báo tin động đất ngày 29 tháng 7 tại Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trận 1 vào hồi 17 giờ 7 phút 1 giây giờ GMT ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức 00 giờ 7 phút 1 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024. Một trận động đất có độ lớn 2,8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,962 độ Vĩ Bắc, 108,264 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận 2 vào hồi 18 giờ 34 phút 25 giây giờ GMT ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức 1 giờ 34 phút 25 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024. Một trận động đất có độ lớn 2,5 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,872 độ Vĩ Bắc, 108,230 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận 3 vào hồi 18 giờ 37 phút 25 giây giờ GMT ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức 1 giờ 37 phút 25 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024, một trận động đất có độ lớn 2,9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,878 độ Vĩ Bắc, 108,218 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận 4 vào hồi 18 giờ 50 phút 13 giây giờ GMT ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức 1 giờ 50 phút 13 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024, một trận động đất có độ lớn 2,7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,892 độ Vĩ Bắc, 108,202 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận 5 vào hồi 19 giờ 5 phút 33 giây giờ GMT ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức 2 giờ 5 phút 33 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024. Một trận động đất có độ lớn 2,8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,884 độ Vĩ Bắc, 108,183 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận 6 vào hồi 21 giờ 43 phút 35 giây giờ GMT ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức 4 giờ 43 phút 35 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024, một trận động đất có độ lớn 2,5 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,862 độ Vĩ Bắc, 108,284 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận 7 vào hồi 22 giờ 27 phút 9 giây giờ GMT ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức 5 giờ 27 phút 09 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024. Một trận động đất có độ lớn 2,7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,862 độ Vĩ Bắc, 108,284 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận 8
vào hồi 22 giờ 44 phút 41 giây giờ GMT ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức 5 giờ 44 phút 41 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024. Một trận động đất có độ lớn 2,9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,912 độ Vĩ Bắc, 108,226 độ Kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận 9 vào hồi 23 giờ 33 phút 33 giây giờ GMT ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức 6 giờ 33 phút 33 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024, một trận động đất có độ lớn 3,2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,760 độ Vĩ Bắc, 108,264 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận 10 vào hồi 23 giờ 56 phút 15 giây giờ GMT ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức 6 giờ 56 phút 15 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024. Một trận động đất có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,788 độ Vĩ Bắc, 108,214 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận 11 vào hồi 00 giờ 8 phút 7 giây giờ GMT ngày 29 tháng 7 năm 2024, tức 7 giờ 8 phút 7 giây giờ Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024, một trận động đất có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,805 độ Vĩ Bắc, 108,279 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Nguyên nhân của hiện tượng trên liên quan đến động đất kích thích do hồ chứa. Dẫn lời ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, qua quan trắc, nguyên nhân của hiện tượng trên liên quan đến động đất kích thích do hồ chứa. Việc phát sinh động đất kích thích hồ chứa phụ thuộc vào hoạt động địa chất kiến tạo, thể tích hồ chứa, độ cao, tốc độ và tần suất tích nước. Thống kê từ đầu năm đến nay, trên cả nước xảy ra 65 trận động đất. Riêng tỉnh Kon Tum đã xảy ra 54 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4 độ. Các trận động đất còn xảy ra tại các tỉnh Quảng Nam 3 trận, Yên Bái 2 trận, Hà Nội 1 trận, Phú Yên 1 trận, Tuyên Quang 1 trận, Điện Biên 1 trận, Ninh Bình 1 trận, Thanh Hóa 1 trận. Cấp độ của các trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.